Kính chào quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình trên kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe để đón xem những thông tin mới nhất, nóng nhất và chính xác nhất mà kênh Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 18 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, mưa lũ ầm ầm ào ào. Hội trường của Đảng Cộng sản Trung Quốc rộn như thác lũ, giống y như ngoài trời ở thủ đô Bắc Kinh. Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, mưa bão khủng khiếp đã vùi dập thủ đô Bắc Kinh đến kinh hoàng. Nhà cửa và cây cối bị đổ hàng loạt, đường phố biến thành sông, khiến cho ô tô và xe máy trôi lềnh bềnh, nổi trong nước lũ, khiến việc đi lại rất khó khăn. Ngay cả đến văn phòng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nơi diễn ra các hội họp cấp cao của ông Tập Cận Bình cũng bị mưa bão tấn công, khiến nước chảy vào hội nghị ào ạt như thác lũ. Mới đây, một đoạn video được quay từ hội trường văn phòng Đảng Cộng sản Trung Quốc ở thủ đô Bắc Kinh cho thấy nước lũ ào ạt tuôn từ trần nhà xuống cả khu vực sân khấu và chỗ ngồi của các quan chức khi có rất đông người tham dự một buổi lễ tuyên dương về công tác tổ chức sự kiện của Đảng Cộng sản Trung Quốc với nhiều quan chức cấp cao tham dự. Tuy nhiên, khi mọi người còn chưa ổn định được chỗ ngồi thì nước đã từ ở trên trần nhà đột nhiên như thác lũ dội xuống văn phòng. Nhiều người phải dùng ô để che nước, trong khi một số người khác dùng điện thoại quay lại cảnh tượng hiếm có, khó gặp này. Sự cố dột trần của văn phòng Đảng Cộng sản Trung Quốc xảy ra sau những đợt mưa bão dữ dội ở thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Ban quản lý văn phòng của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết tấm bảo vệ chắn trên mái nhà bị hư hỏng, khiến văn phòng bị giật nghiêm trọng. Chúng tôi đã sửa chữa phần mái hội trường để tránh sự cố lặp lại, đặc biệt khi Trung Quốc đã bước vào mùa mưa lũ. Sau khi đoạn video này được tung lên mạng xã hội, đã có rất nhiều cư dân mạng của Trung Quốc ở hải ngoại bị sốc nặng. Đa số mọi người cho rằng một nơi văn phòng Trung ương Đảng mà lại bị mưa bão tấn công và bị dột như thác lũ thì còn ra cái thể thống gì nữa. Có khi nào năm nay Trung Quốc lại tiếp tục có điểm xấu hay chăng? Các cụ thường hay nói, nhà dột từ nóc, có khi nào ông trời dùng sự kiện này để ám chỉ cho chúng ta biết rằng chính quyền của chúng ta đã bị thối từ nóc rồi hay không? Hiện tại, chủ đề này vẫn đang rất hot trên mạng xã hội như WeChat, Weibo. Trung Quốc hàng năm đều hứng chịu lũ lụt, đặc biệt là tại khu vực miền Trung và miền Nam. Mưa lớn bắt đầu từ tháng 6 này đã bắt đầu tàn phá nhiều khu vực, gây thiệt hại nhà cửa, đường xá, mù màng và khiến hàng triệu người phải sơ tán. Đợt lũ lụt bất thường vào mùa hè năm ngoái đã tàn phá nhiều khu vực trên khắp đất nước tỷ dân Trung Quốc, khiến hơn 2.000 người chết, phá hủy 540.000 ngôi nhà và buộc hàng chục triệu người phải sơ tán. Thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 179 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 30 tỷ đô la Mỹ, cao hơn 16% mức trung bình thiệt hại do mưa lũ gây ra trong 5 năm trước. Tuy nhiên, mùa mưa lũ năm nay, năm 2022 theo dự báo sẽ còn dữ dội và thiệt hại nhiều hơn năm 2020. Hiện tại, nước ở thượng nguồn đập Tam Hiệp đang dâng cao, rác thải và nhiều khúc gỗ lớn khiến cho van xả của con đập Tam Hiệp vô cùng lâm nguy. Chính quyền Trung Quốc đang lên lịch phá đập, giải cứu người dân. Kính thưa quý vị, mưa bão và lũ lụt vẫn chưa chịu buông tha cho đất nước tỷ dân Trung Quốc trong gần một tháng nay sau những trận lụt kinh hoàng từ đầu tháng 6 tại 8 tỉnh miền Nam của Trung Quốc. Thì mới đây nhất vào ngày 17 tháng 7 tại thành phố Nam Ninh, Liễu Châu, Quế Lâm, Hải Châu, Hà Trị và các khu vực khác ở Quảng Tây đã xảy ra mưa bão. Trận mưa bão như thác đổ bất ngờ ập tới và đường phố biến thành sông chảy xiết. Những chiếc ô tô dựng trên phố bị cuốn trôi như những chiếc hộp gỗ nhỏ. Nhiều ngôi nhà cũng bị cuốn trôi. Ở khu vực khác xuất hiện sạt lở đất đá từ trên núi trôi xuống, gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Đoạn video do cư dân mạng đăng lên cho thấy tại khu vực danh lam thắng cảnh nổi tiếng của huyện Dương Sóc. Địa khu Quế Lâm giống như một đại dương mênh mông, nước sâu hơn 1 mét và nhiều xe trôi nổi trong nước, các ngôi nhà đều chìm nghỉm trong nước. Còn phố thương mại ở Dương Sóc, một danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Quế Lâm cũng đã hoàn toàn biến thành một dòng sông với nước sâu hơn 1 mét và người dân chỉ có thể dùng bè tre để đi ra ngoài. Đường phố biến thành sông giống như một dòng chảy xiết và những chiếc ô tô nhanh chóng bị dòng nước lũ cuốn đi. Bên cạnh đó, một số ngôi nhà không thể chịu nổi trước sự tấn công của dòng lũ dữ đã ập xuống. Được biết, lượng mưa từ 250 đến 300mm đã được ghi nhận là trận mưa bão đặc biệt lớn ở Đông Bắc Quảng Tây, nâng cấp thảm họa khí tượng lớn mưa bão từ cấp 3 lên cấp 2. Hiện tại, đã có 7 hồ chứa cỡ trung bình vượt qua mức giới hạn mực nước lũ, hơn 300.000 người đã bị ảnh hưởng. Mực nước sông Lệ Giang tiếp tục tăng nhanh, mực nước của đoạn Tô Châu của sông Tây Giang sẽ vượt qua mức cảnh báo 18,5 m và đang tiếp tục dâng lên.
một người đã thiệt mạng vì sét đánh và có báo cáo về người mất tích do sự cố sập nhà. Mưa bão hoành hành, lũ trồng lũ bão trồng bão đang xảy ra, hoành hành và có dấu hiệu triển miên tại đất nước tỷ dân này. Trước đó, vào tuần trước của tháng 7, hơn 180.000 người được sơ tán vì nguy cơ vỡ đập ở Trung Quốc. Siêu bão số 2 tàn phá Trung Quốc và đánh 3 tàu chiến cỡ lớn của Bắc Kinh ở đảo Hải Nam. Thưa quý vị, siêu bão số 2 của Trung Quốc đã đi vào tỉnh Phúc Kiến và tàn phá khu vực này rất kinh hoàng, khi hàng trăm ngôi nhà bị sụp đổ, hàng chục ngàn mái nhà bị thổi bay và hàng vạn hecta hoa màu còn đang bị ngập chìm trong biển nước. Nhưng không ai biết rằng, trước khi nó đi vào tỉnh Phúc Kiến và xóa sổ tỉnh này, thì siêu bão số 2 đã càn quét qua đảo Hải Nam của Trung Quốc, làm thiệt hại rất nhiều đường xá, cầu cống cho đến điện lưới trên đảo, khiến lưới điện ở đây bị gián đoạn 3 ngày liền. Bên cạnh đó, siêu bão số 2 đã tạo ra những cơn sóng thần khổng lồ cao gần 30 mét. Bởi vậy, nó đã đánh chìm 3 tàu hải cảnh của Trung Quốc đang neo đậu tại cảng công sự Bắc Kinh tại đảo Hải Nam. Con tàu này còn được ông Tập Cận Bình giao cho nhiệm vụ đâm va vào các tàu công vụ của Philippines hoặc phun vào rồng làm vỡ kính các tàu công vụ, nhằm làm cho Philippines lùi bước để chúng dễ bề cướp biển đảo hơn. Tuy nhiên, người tính sẽ không bằng trời tính. So với các tàu của Philippines thì các đội tàu hải cảnh của Bắc Kinh to lớn hơn, nhưng khi so với những cơn sóng khổng lồ cao hàng chục mét thì những con tàu này của ông Tập Cận Bình quá đỗi là nhỏ bé. Trong những tuần gần đây, sông Dương Tử ngập lụt sau trận mưa xối xả với lượng mưa cao nhất trong nhiều thập kỷ, lũ lụt chưa từng thấy xảy ra dọc theo một số con sông dẫn vào hồ Bà Dương. Và mực nước dâng cao cho thấy tình hình thiên tai thật là nghiệt ngã. Kể từ đầu tháng 7, 126 con sông chủ yếu phân bổ ở các lưu vực sông Dương Tử và hồ Thái Hồ vượt mức cảnh báo. Nhiều tuần mưa xối xả đã làm vỡ nhiều đê kè của các con sông và hồ Giang Tây, dẫn tới lũ lụt quy mô chưa từng thấy trước đây ở tỉnh này, có thể nói là còn dữ dội hơn cả mùa hè năm ngoái. Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt và Hạn hán cấp tỉnh cho biết 439 km trong tổng số 445 km bờ kè ven sông và ven hồ trong tỉnh đã phải vượt quá giới hạn cảnh báo. Tại huyện Bài Hương, nằm cạnh hồ Bà Dương đã có ít nhất 4 đoạn đê kè bị vỡ. Lũ lụt kể từ tháng 6 cho đến nay đã làm gián đoạn cuộc sống của hơn 1,5 triệu người dân trong tỉnh đang cần khẩn cấp hỗ trợ sinh hoạt. Lũ lụt cũng đã làm hư hại 10.700 ha hoa màu và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 7,63 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 1,3 tỷ đô la Mỹ cho tỉnh Giang Tây. Hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc là ông Antonio đã bày tỏ tình đoàn kết với Trung Quốc trong một cuộc chiến chống lũ lụt. Ông Tổng thư ký này đã truyền lời thông qua đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc là ông Chen Chun, bày tỏ cảm thông sâu sắc với các gia đình bị ảnh hưởng, với nhân dân và chính phủ Trung Quốc về những hậu quả tàn khốc của lũ lụt cũng như thiệt hại về người và của. Theo thông tin từ Cục Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc dự báo, mưa lũ sẽ kéo dài đến miền Bắc và có thể hơn ở miền Nam Trung Quốc sẽ bị nhấn chìm trong lũ lụt. Đã có 18 triệu dân phải khốn khổ, hơn 140 người chết, chưa kể là mất tích trong lúc mực nước sông Dương Tử tiếp tục dâng cao. Tờ Nhân dân Nhật Báo ngày hôm qua đưa tin, giới chức của Trung Quốc cảnh báo mưa lũ sẽ kéo tới các khu vực phía Bắc có thể ở lại Bắc Kinh sau khi gây thiệt hại nghiêm trọng ở miền Nam. Lũ lớn có thể xảy ra ở khu vực sông Tùng Hoa, sông Hải Hà, Liêu Hà, Hoài Hà và khu vực trung lưu sông Hoàng Hà ở miền Bắc Trung Quốc. Trong khi đó, Tân Hoa Xã cho hay, Trung Quốc đang trải qua đợt mưa lũ nghiêm trọng nhất ở khu vực Hồ Bà Dương thuộc tỉnh Giang Tây do mực nước tại hồ chứa nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc này vẫn ở trên mức báo động. Trong bối cảnh đó, những cơn mưa xối xả vẫn tiếp tục gây lũ lụt trên khu vực sông Dương Tử. Mực nước tại trạm thủy văn Lưu Sơn của hồ đã tăng lên 32,6m vào lúc 10 giờ ngày hôm qua, phá vỡ kỷ lục 21,52m vào năm 1998 và 20,9m vào năm 2020, cao hơn mức báo động là 19m. Tỉnh Giang Tây với dân số 46 triệu người là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Do mực nước sông của sông Dương Tử tiếp tục tăng, các con sông ở khu vực Vũ Hán chìm ngập trong biển nước trong nhiều ngày và đến nay, mực nước đã vượt qua mức cao nhất kể từ năm 1921. Mực nước của Hán Khẩu là 27,45m, vượt mức cảnh báo là 1,1m và cách vượt mức an toàn 28,73m chỉ còn 1,3m. Dòng sông của Nghi Sương đã bị trận lũ lụt nhấn chìm và chỉ có thể nhìn thấy phần đỉnh. Đoạn video được cư dân mạng chia sẻ cho thấy mặt nước sông Dương Tử ở Vũ Hán, Hán Khẩu hiện cao hơn đáng kể so với mực nước sông Dương Tử và sông Dương Tử bây giờ đã trở thành một dòng sông lơ lửng ở Vũ Hán. Do đập Tam Hiệp liên tiếp nhiều ngày xả lũ đã khiến lũ lụt toàn bộ lưu vực sông Dương Tử trở nên trầm trọng hơn.
Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, mực nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp vượt quá giới hạn 2m đã tới 147m vào ngày hôm qua, đập Tam Hiệp đã phải xả lũ. Phòng quản lý sông Dương Tử đã yêu cầu giảm lưu lượng xả lũ của hồ xuống trung bình là 35.000 m3 mỗi ngày. Nhưng vào lúc 10 giờ ngày hôm qua, lưu lượng nước đổ vào hồ chứa Tam Hiệp tăng lên nên 50.000 m3 trên giây, đã tăng lên 63.000 m3 mỗi giây vào lúc 2 giờ chiều cùng ngày. Mặc dù khu vực hồ chứa Tam Hiệp đã toàn lực xả lũ nhưng mực nước vẫn tăng vọt, có thể thấy con đập Tam Hiệp giờ đây đang ngàn cân treo sợi tóc như là những con dao đang chĩa và chỉ vào một sợi tóc nằm phía trên treo lơ lửng trên đầu người dân của 60 triệu người dân ở hạ lưu con đập Tam Hiệp. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!